Kính thưa khán giả, trong kinh doanh truyền thống thì khởi nghiệp là một kế hoạch kinh doanh chi tiết từ bước tìm nhà đầu tư, xây dựng cơ sở, nghiên cứu sản phẩm và thực hiện. Nếu như một trong những mắt xích đó bị gián đoạn thì có thể gây nên sự thất bại của một tổ chức, thậm chí là có nguy cơ phá sản khi vẫn chưa tạo dựng được uy tín trên thị trường. Chính vì thế có nhiều dự án khởi nghiệp thất bại không phải là vì ý tưởng không tốt, chiến lược kém hay là tầm nhìn sai, mà cốt lõi của mọi vấn đề nằm ở chỗ là không có được một mô hình và phương pháp để khởi nghiệp thành công. Và riêng ở nước ta thì những năm gần đây, khởi nghiệp tinh gọn, The Lean Startup đang được xem như là một giải pháp giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng một cách hiệu quả. Bởi lẽ thì phương pháp này giúp doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng đơn giản và hiệu quả hơn từ quy trình và cách thức, giúp cho người đang khởi nghiệp có thể quản lý thành công quá trình hoạt động của mình. Và để phân tích cũng như đánh giá rõ hơn hiệu quả của phương pháp này, chương trình Hành Trang Khởi Nghiệp hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Phụng Hào, Phó Chủ tịch Usis Group. Thưa quý vị, khởi nghiệp tinh gọn, một mô hình khởi nghiệp đã gây tiếng vang trên toàn cầu. Bởi lẽ phương pháp này đã giúp thay đổi toàn bộ cách thức xây dựng doanh nghiệp và đưa ra sản phẩm mới ra thị trường một cách hiệu quả. Như vậy thì khi áp dụng vào thực tế của các doanh nghiệp khởi nghiệp của nước ta thì như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Phụng Hào, Phó Chủ tịch Usis Group. Mời khán giả cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Phụng Hào đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi trong chương trình hôm nay. Thưa ông, khởi nghiệp tinh gọn hay còn gọi là The Lean Startup thì đang được xem là một cái mô hình cũng như là một cái phương pháp khởi nghiệp rất là hiệu quả. Thế thì những cái ưu điểm nổi trội của phương pháp này là gì? Mời ông cùng chia sẻ. Đây là một cái mô hình khá là nổi tiếng và hiện nay đang được rất là nhiều cái doanh nghiệp khởi nghiệp là áp dụng. Thì bốn cái yếu tố quan trọng của cái Lean Startup là thứ nhất là phải sản phẩm nó phải phù hợp với thị trường. Áp dụng cái mô hình này thì cái việc mà phát triển sản phẩm ban đầu họ sẽ chú ý đến những cái yếu tố là cơ bản nhất mà để có thể đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng. Và từ những yếu tố cơ bản đó, sau khi thăm dò thị trường, thử nghiệm người dùng thì họ nếu mà có những cái phản hồi tích cực thì sẽ tiếp tục phát triển để cái sản phẩm hoàn thiện hơn. Cái yếu tố thứ hai đó là cái giảm thiểu rủi ro và chi phí trong quá trình triển khai những cái dự án phát triển sản phẩm mới hay là triển khai những cái hoạch kinh doanh của đơn vị. Bởi vì cái thử nghiệm và được phản hồi nó nhanh chóng và liên tục được cập nhật theo cái nhu cầu khách hàng thì do đó giảm thiểu được những cái rủi ro, đặc biệt là rủi ro về chi phí và thời gian. Điểm thứ ba đó là cách làm nó thông minh hơn là phải có yếu tố sáng tạo và đặc biệt là tương tác nhiều chiều, trong đó là phải ghi nhận liên tục những thông tin từ thị trường, từ khách hàng. Và do đó, và với những cách làm nó linh hoạt, nó sáng tạo hơn, thì cái quá trình phát triển sản phẩm nó nhanh chóng hơn. Thứ tư đó là cái vấn đề học hỏi có kiểm chứng, tức là cái quá trình đưa sản phẩm, phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường, thử nghiệm, rồi đo lường, rồi đánh giá cái khả năng chấp nhận của thị trường, của khách hàng, để từ đó có những cái điều chỉnh nó phù hợp. Và nó cái việc nhân rộng cái mô hình cũng như việc phát triển nó sẽ căn cứ vào trên những cái số liệu đo lường cụ thể. Và cái quá trình đây là quá trình mà vừa làm, vừa phát triển, vừa coi như là học hỏi từ khách hàng, từ thị trường. Đấy là bốn yếu tố chính. Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng là với khởi nghiệp tinh gọn thì cái điều quan trọng hơn cả đó là chính là tạo ra sản phẩm mới một cách nhanh nhất. Như vậy thì theo chuyên gia kinh tế Lê Phụng Hào, giải pháp này liệu rằng là có đem lại những cái hiệu quả tốt hay không ạ? Trong cái khái niệm về Lean Startup á, thì nó có một cái khái niệm là MVP, tức là cái sản phẩm mà theo mô hình MVP, tức là Minimum Viable Product, tức là những cái sản phẩm ban đầu đó là những cái sản phẩm nó có những cái yếu tố là cơ bản nhất mà đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng, thị trường. Thì với cái sản phẩm mà có gọi là cái tính chất là sản phẩm tối thiểu mà khả dĩ nhất á, thì khi như vậy thì những doanh nghiệp startup không mất quá nhiều nguồn lực và thời gian để mà hoàn thiện một cái sản phẩm, và họ có thể là hoàn thiện ở mức độ cơ bản và sau đó thì đưa ra thị trường thử nghiệm, đánh giá cái khả năng chấp nhận của khách hàng, của thị trường mục tiêu,
Và nếu có những tín hiệu tích cực thì sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện, để phát triển. Và cái điều này nó làm cho cái việc đi đi đúng hướng là của đáp ứng được cái thị trường của doanh nghiệp startup là nó tốt hơn. Người ta thống kê là 90% các doanh nghiệp startup là thất bại, mà một trong những nguyên nhân thất bại là vì họ không có những sản phẩm phù hợp với thị trường. Nếu mà anh không đưa ra sản phẩm phù hợp thị trường mà anh phải để một cái thời gian nghiên cứu kéo dài thì lúc đó là cái rủi ro về thời gian và kinh phí nó rất là cao, đặc biệt trong cái giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, khi mà công cụ và những cái nền tảng về công nghệ nó được hỗ trợ rất là nhiều cho cái quá trình phát triển sản phẩm mới. Như vậy thì việc xây dựng mô hình kinh doanh rồi lắng nghe ý kiến khách hàng và phát triển nhanh gọn chính là linh hồn của phương pháp khởi nghiệp tinh gọn. Ông có thể nói rõ hơn về tầm quan trọng của cả ba yếu tố này. Xin mời ông. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì người ta chú ý đến cái vấn đề là cái sự sáng tạo và độc đáo của sản phẩm dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh. Tức là nó phải có cái yếu tố mới, nó phù hợp với thị trường. Và khi mà cái yếu tố mới này nó thành công thì nó được thị trường chấp nhận, thì cái việc mà nhân rộng và phát triển lên rất là nhanh và cái quy mô nó tăng trưởng rất là cao. Đấy là đặc trưng của cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà người ta thường gắn liền với lại là khởi nghiệp sáng tạo. Do đó là cái sản phẩm và dịch vụ là phải mới, phải độc đáo, đáp ứng một cái nhu cầu gì đó, gì mới của thị trường mà các đối thủ, những người đi trước người ta chưa có làm. Và thứ hai đó là mô hình kinh doanh nó cũng phải khác biệt. Khác biệt ở đây có thể là cái cách thức phân phối sản phẩm, cái cách thức mà mang đến những giá trị cho khách hàng, hay là cách thức, hay là những khác biệt trong cái quá trình mà trong cái dịch vụ cung ứng, trong cái vấn đề xây dựng cái chuỗi cung ứng. Nói chung là mô hình kinh doanh nó phải khác biệt và sản phẩm nó phải phù hợp và phải đáp ứng được cái nhu cầu mà luôn thay đổi khách hàng. Tức là khách hàng trong cái giai đoạn đối với lại các sản phẩm công nghệ mà các sản phẩm khởi nghiệp thì cái nhu cầu khách hàng rất là đa dạng, thì và nhu cầu đó là họ coi như là họ có thể là họ sẽ thay đổi theo cái khả năng đáp ứng cung ứng của thị trường. Do đó mà các doanh nghiệp phải rất là thích ứng thì mới có thể là có thể tồn tại và phát triển được. Một khi đã lựa chọn phương pháp khởi nghiệp tinh gọn thì các doanh nghiệp khởi nghiệp nên có những cái bước đi cụ thể như thế nào để hướng đến thành công? Xin mời ông cùng chia sẻ thêm với chương trình. Đầu tiên là phải xây dựng được một cái sản phẩm nó phù hợp với thị trường, thì cái này là cái mà quan trọng nhất. Đối với lại cái khởi nghiệp tinh gọn thì cái do là cái cách tiếp cận thông minh hơn, sáng tạo hơn và chú ý vào những cái đặc điểm cơ bản của sản phẩm thì doanh nghiệp có thể là trong quá trình phát triển thì có thể là luôn luôn lắng nghe được cái nhu cầu khách hàng, nhận được những phản hồi tích cực hay là những phản hồi không tốt từ thị trường để có thể điều chỉnh cái sản phẩm mình cho phù hợp. Thì do đó cái điều đầu tiên là sẽ giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp là xây dựng và phát triển được cái sản phẩm nó phù hợp với lại cái khách hàng. Yếu tố thứ hai đó là vấn đề đo lường được cái sản phẩm khi mà tiếp cận khách hàng. Và vấn đề đo lường này thì sẽ giúp cho doanh nghiệp là điều chỉnh lại thiết kế, hay là có thể là điều chỉnh lại quy mô sản xuất. Điều chỉnh lại quy mô sản xuất là có thể là đáp ứng nhanh hơn và với quy mô lớn hơn nếu mà cái sản phẩm đó rất là tiềm năng và được thị trường đón nhận. Hoặc là cái mình tiếp tục là mình ở giai đoạn là mình điều chỉnh sản phẩm và mình thăm dò để mình giảm thiểu những rủi ro. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là liên quan đến vấn đề là liên tục tiếp nhận những cái phản hồi từ khách hàng. Kênh thông tin đó nó phải được liên tục và nó sẽ được xuyên suốt từ những cái người làm kinh doanh đến những người sản xuất cung ứng và những người nghiên cứu và phát triển. Thì với cái ba yếu tố này thì sẽ làm cho cái doanh nghiệp mà áp dụng mô hình lên startup họ sẽ coi như là khả năng thành công nó sẽ cao hơn. Chúng tôi hy vọng rằng là thông qua phần trao đổi vừa rồi thì cũng đã đem đến rất là nhiều những cái thông tin bổ ích đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang có hướng khởi nghiệp tinh gọn trong giai đoạn hiện nay. Một lần nữa trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Lê Phụng Hào đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi trong chương trình. Kính thưa quý khán giả, dù ở quy mô nào hay là đang ở đâu trên hành trình kinh doanh, đã đến lúc chúng ta cần phải tư duy một cách tinh gọn để hướng đến thành công.
và chính là thông điệp mà chương trình hôm nay gửi đến các doanh nghiệp đã và đang khởi nghiệp. Thưa quý vị, chương trình Hành Trang Khởi Nghiệp của Đài Truyền hình Bình Dương đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy uống Number One Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng bền bỉ đến cùng.